quý vị, tại sân vận động Phụ tỉnh Long An, đội bóng Khánh Hậu FC đã xuất sắc giành chiếc cúp vô địch thang máy Nhật Ý 2023 sau khi có chiến thắng 3-1 trước đội thang máy Nhật Ý ở trận chung kết diễn ra vào chiều ngày 9 tháng 4. Đúng tính chất của trận chung kết, hai đội Khánh Hậu FC và thang máy Nhật Ý đã đem đến cho khán giả trận đấu hấp dẫn trong suốt 90 phút thi đấu. Sau hiệp thi đấu thứ nhất không có bàn thắng, hiệp 2 đã thực sự bùng nổ. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng cựu cầu thủ Nguyễn Thành Trung, Khánh Hậu FC đã chơi lấn lướt hơn và các bàn thắng lần lượt cũng được ghi. Trong đó, Dương Thành Nam đã ghi hai bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút, từ phút 48 đến phút 53. Xen kẽ hai bàn thắng này, cầu thủ Tiến Phát đã ghi một bàn cho thang máy Nhật Ý ở phút 49. Không lâu sau đó, đến phút 70, Trần Quốc Trung ghi thêm một bàn nữa cho đội Khánh Hậu FC và dập tắt mọi hy vọng của thang máy Nhật Ý. Trận chung kết khép lại với tỷ số 3-1 và chiếc cúp vô địch cho đội Khánh Hậu FC. Ngoài ra, cầu thủ mang áo số 16 Dương Thanh Nam thuộc Khánh Hậu FC cũng giành giải cầu thủ vua phá lưới với 5 bàn thắng ghi được. Đội thang máy Nhật Ý nhận hạng nhì. Trước đó, ban tổ chức đã trao đồng hạng 3 cho hai đội Tấn Phong FC và Hòa Thành Long An.